xin chào quý vị anh chị cùng các bạn. Hôm nay Đức Trung xin giới thiệu với quý vị anh chị cùng các bạn một cái mẫu xe mới về bên chợ ô tô miền Bắc. Đó là chiếc Fortuner màu đen bản 2 cầu. Công suất động cơ là 2.7 máy dầu. Bên Đức Trung thì chuyên mua và bán các loại ô tô đã qua sử dụng. Quý vị anh chị các bạn quan tâm thì hãy liên hệ với số điện thoại hoặc kết bạn qua Zalo 0965 951 955. Quý vị các bạn mới xem video lần đầu thì hãy bấm đăng ký kênh để thường xuyên cập nhật được các cái mẫu xe mới cũng như là giá xe, đồng thời là được ưu đãi khi đến mua xe tại chợ ô tô miền Bắc. Trước mắt quý vị là một chiếc xe Fortuner màu đen bản đủ, động cơ diesel, sản xuất năm 2012, rất là đẹp. Xe thì mới được nhập về cho nên là nó vẫn còn là nhiều bụi bẩn nó bám vào xe, nhưng bên Đức Trung cũng chưa kịp dọn rửa. Thì đây là một chiếc xe máy dầu mà nó rất là kinh tế. Mọi người thì cũng hay gọi điện hỏi về cái dòng xe này, thì hôm nay chợ ô tô miền Bắc mới nhập được một con. Đây quý vị thấy không, xe thì còn rất là đẹp, sơn si cho đến các cái phần nội ngoại thất, máy gầm, rồi là tất cả các cái tiện nghi thì trong xe thì rất là sang trọng, xe thì rất là cứng cáp. Quý vị anh chị các bạn mà thích con xe này thì hãy gọi điện với số điện thoại 0965 951 955 để đã chốt nhanh. Và chiếc xe này thì rất là nhiều người hỏi. Xe thì được trang bị la răng đúc, phanh ABS 4 bánh, xi nhan tích hợp ở trên gương. Và tất cả các cái hõm cửa cũng như là các cái vè mưa thì đã được lắp thêm các cái tấm trang trí rất là đẹp. Toàn bộ xe thì còn rất là ok. Đây là cái lốp đằng sau bên phụ, đây là răng đúc rồi, phanh tăng chống. Con xe thì rất là cứng cáp mới. Nói chung là con xe này thì còn là rất là ok quý vị anh chị nhé. Thì có ai mà quan tâm thì hãy kết bạn qua Zalo hoặc là đăng ký kênh, Đức Trung sẽ quay cho nó toàn diện hơn. Thì bây giờ thì xe phải bận đi công tác cho nên là Đức Trung chỉ quay được sơ bộ cái phần bên ngoài như thế này thôi. Mong rằng là quý vị anh chị các bạn quan tâm thì hãy đăng ký kênh và bấm một cái nút chuông để thường xuyên cập nhật được cái mẫu xe mới nhất. Chiếc xe Fortuner bản đủ 2 cầu máy dầu bên Đức Trung đang chào bán với giá là 595 triệu đồng. Biển số thì của Hải Dương. Thì anh chị các bạn hãy nhanh tay bấm số điện thoại liên hệ hoặc bấm vào cái nút đăng ký kênh trên YouTube để thường xuyên cập nhật được các mẫu xe mới về bên chợ ô tô miền Bắc. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn.